Theo người dân địa phương, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 năm 2018, ngày nào cũng có một nhóm thanh niên đi bằng xe máy đến các cánh đồng trong xã, mang theo hung khí như dao, kiếm sắt. Cứ thấy có máy gặt lạ nào từ nơi khác về là nhóm này đe dọa, đánh đập và không cho gặt. Nhóm thanh niên lạ mặt còn yêu cầu các chủ máy gặt phải rời đi nơi khác. Đến điểm là vào khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 5, một nhóm thanh niên lạ đi trên ba xe máy, cầm dao kiếm sắt, lao vào đánh ông Vũ Ngọc Tấn, 49 tuổi, ở thôn Đồng Tiến, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, khiến ông này phải nhập viện cấp cứu do đa chấn thương. Nhóm này cho rằng ông Tấn thuê máy gặt về để gặt lúa cho bà con, làm mất địa bàn hoạt động của nhóm. Bức xúc, hàng chục người dân đã gọi nhau đuổi bắt nhóm thanh niên và giữ được một người để bàn giao cho công an. Lúc đó là có 6 người đánh mình thôi. Thì sau là hô làng lên thì làng cũng sợ, họ không dám lên, thì có mình tôi chống trả. Thì sau con tôi lại với lên thì không kịp, vợ có người điện thì vợ tôi với lên hỗ trợ với tôi thì với bắt được. Vụ việc xảy ra giữa lúc người dân địa phương đang rất cần có máy gặt để thuê gặt lúa vì lúa đã chín rũ. Nếu không kịp thời thu hoạch sẽ bị gãy rụng, chậm thời vụ. Mà chờ cả cái xã đi được một vài cái máy thì làm răng mà cho lịp cho dân người ta làm vụ sau được. Cho nên là chờ là cái máy về đây làm mới là làm để cho lo cho dân được rất là dân sướng rồi. Chứ chờ mà cứ đi làm cả ngày mà máy chưa đến cắt thì làm năm ba trò ruộng mà không có máy đến có nhà được 4 5 ngày nay mà cứ chờ máy mà không có. Toàn xã Quảng Trường hiện có hơn 360 hectare đất trồng lúa, nhưng chỉ có 2 máy gặt người dân trong xã tự bỏ tiền ra mua về gặt thuê, không thể gặt cho kịp thời vụ. Năm nào người dân cũng thuê máy ở những nơi khác về gặt mới xuể. Nếu tình trạng côn đồ còn bảo kê, không cho máy gặt nơi khác về gặt lúa, sẽ làm chậm thời vụ. Năm 2017 trở về trước thì chưa bao giờ có cái hiện tượng này xảy ra. Mà chỉ mới năm nay thì thấy cái hiện tượng này xảy ra. Theo ông thì nguyên nhân từ đâu ạ? Nguyên nhân này thì có lẽ là chúng tôi đánh giá thì đây là một số cái đối tượng lạ mặt là có cái tính chất côn đồ, thì có thể là nguyên nhân ban đầu chúng tôi nhận định là đây có cái sự chỉ huy của một số cái nhóm đối tượng cộng cán của xã hội để ép cái chủ máy cắt về cái việc là địa bàn giá cả. Từ vụ việc này đòi hỏi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.